Xin chào tất cả các bác. Video này mình sẽ chia sẻ cho các bác về cái vấn đề liên quan đến đột tử ở trên con gia cầm. Cụ thể là trên con gà này, con vịt, con ngan. Đấy. Cái vấn đề đột tử này thì có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do tổn thương cơ học hoặc là có thể do bệnh tật. Rồi, video này là phần 1, mình sẽ chia sẻ với các bác về các vấn đề liên quan đến tổn thương cơ học. Đấy, như là thời tiết này, đây thời tiết là nắng nóng này. Hoặc là do di chuyển vận chuyển, hoặc là do xô đẩy, vân 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 vân. Rồi, các bác theo dõi mình nhé. Rồi, chào các bác nha. Vịt của mình nay 27 ngày đây, có vấn đề. À dạ, chết 4 con cơ à. Từ hôm thả ra ăn giờ hôm nay mới chết đấy. Ui ôi, con này chết chắc dưới bơ kiếm đậu tổ thế. Mắt 2 cân này. Cần 9-2 cân này, này. Tổ mà 27 ngày các bác nhé. Hôm trước trộn cá mốc ấy. Giờ mổ khám xem ớt 5 con. Con này con Sida đã chết rồi. Anh mình làm việc nhưng mà cho nó ăn những cái máng này. Đấy. Uống thì cho nó uống, tắm và uống luôn tại bể. Xả tự do luôn. Bên này nước sạch hơn bên kia cả. Ôi dồi, bể cao quá. Lên nó khó khăn. Rồi. Rồi, sao các bác? Ăn uống nào Hưng ơi? Là này lông ngon phết nhỉ? Là vì mình cho ăn thịt lông sớm. Đây, 27 ngày mà đã ra lông rồi các bác nhé. Lông. Đây, các bác xem lông 27 ngày đây. Nó phải 2 cân Hưng nhỉ? Sâu không phải 2 cân đâu, nhưng mà con to to như này chết 2 cân này. Đào hố trộn à? Để mổ khám xem nó do bệnh không, mình trộn cá mốc mấy ngày nay rồi. Hôm qua được ngày nóng kỷ lục, há mồm. Vịt thì đang phát triển mạnh, rưỡi bầu kiến đậu sợ thật. Ổ nha. Hai con đây phải 2 cân đấy. Hai con này mới chưa ạ? Em này chết tuần qua đúng không? Ừ. Mình phòng bệnh đang ngoan cụ thể lắm. Thêm một kéo màng. Vắc xin đầy đủ. Phòng bệnh bị kỳ trước phòng ấy. Đồ tử nữa. Đồ tử á? Đây nhá, cái gan nó không có sưng, gan bình thường. Màng bình thường, không có màng kéo gì cả. Đấy, không có màng á, túi khí trong nó đẹp luôn. Tim hơi kích nước. Tim không quá nóng như trong sốt. Nóng nào, khả năng là chết nóng qua tự nhiên. Như qua miền Bắc nóng khoảng 37 độ nhỉ. Chiều hôm qua người nóng khá mồm. Đang ăn đột tử chết đấy. Ruột bình thường. Ui giời, lách quá đẹp luôn. Đó, mình còn vịt 2 cân mà lách bé tí à. Đây, à đây đúng rồi, sung huyết đấy nhá. Đây gọi là sung huyết các bác nhá. Sung huyết này. Nếu mà cái những cái vết đen đen này mà nó lan hết ra ngoài này này thì nó đây là khí siêu đường máu. Còn đây là chết rồi, nó tự nhiên nó sung huyết hết ra này. Đây là đột tử, chết đột tử nhá. Tự nhiên nó mát mát giờ như hôm nay chiều nó nóng bùng cái này. Đột tử. Còn anh mình tiêm vaccine đầy đủ lắm, vaccine Ecoli bại huyết tiêm này. Phòng định kỳ bằng Calamoc này, vừa hôm trước 25 ngày phòng Calamoc đấy. Ăn khỏe ngay, không có gì đâu. Con này đột tử thôi. Đấy, cái mổ cái xác con vật nó to to 2 cân như này đã là nó mà khỏe mạnh rồi, đột tử. Mày quá khủng mày Ecoli. Đấy, gan rất đẹp, mổ ra gan đẹp như này. Đấy, màng khí cực đẹp luôn. Và nó là gan lỗ chỗ này này, gan lỗ chỗ này. Đây là đột tử nhé, đột tử. Gan lỗ chỗ. Ai tìm xuất huyết này. Này, tìm rõ thì rõ xuất huyết rồi. Đây, cái xuất huyết. Này vẫn phải chỗ ám bốc nhé, nó kiểu nó nóng quá đây. Đây là nó sung huyết này, này gan này. Sung huyết như của, ấy nhỉ. Của đột tử, nghĩa là nó vỡ mạch máu ra. Đấy. Tự nhiên nóng quá, cái bọn này nó toàn thịt có gì nó ăn khỏe. Còn lách cực đẹp nhỉ, lách bé đẹp cực đẹp luôn. Đây, gan hỏng hết. Đây có cái vết sung huyết rìa gan nhé. Đấy là biểu hiện của đột tử. Và con này nó có cả tụ huyết trùng nữa. Rất đẹp các bác nhé. Đây, đẹp. Có muốn gà tìm xuất huyết thì bỡ mỡ mình tìm thôi. Tụ huyết trùng. Tự nhiên cái tụ huyết trùng là do thời tiết thay đổi đột ngột mà nó gây ra. Đây không gì đâu, khỏe mạnh. Con này cầm lên nó 2 cân. Còn mạnh. Hai con này chết lật. Hai con này lật à? Ừ, lật không dậy được. Lật mà trời nóng thì chịu nhỉ. Lật không dậy được. Lật thế này, đúng nằm như thế. Chào các bác nhá. Đấy, các bác con vịt thì các bác nên phòng bệnh thôi. Còn chết thì không như nào mà tổng đàn ăn uống vẫn khỏe thì không sao. Chết những con to vậy còn càng yên tâm ấy. Đây, anh em mình nuôi ở đây. Hôm nay được 27 ngày. Ấy con này đâu ơi, con này đây. Con xe đà đó. Chào các bác tham quan vòng. Đấy, hôm trước có quay lên ở phòng Ecoli bại huyết như nào đấy.
mình nuôi thì cũng rất là bẩn đây. Không sạch đâu, nhưng nó chỉ bẩn ở loanh quanh chỗ này. Đấy, bể đây. Đấy. Rồi. Con này là con Sida, có những tỷ lệ những con này. Anh em mình lười quá, đáng nhẽ là phải tách ra tiêm, nhưng mà bận lắm. Bể bên kia đục thế. Đây, các bác xem ok không? Vịt anh em mình 27 ngày nhá. Hôm nay giờ nó dịu lại đấy, hôm qua thời tiết kinh khủng khiếp luôn. Tự nhiên nắng một ngày. Chết nóng là vì chỗ này làm gì có cây cối gì đâu. Chỗ này nuôi tranh thủ thôi, mùa này thôi, còn đến mùa hè thì chịu chả nuôi được. Mới này mình nuôi tranh thủ thôi. Gọi là vịt đang lên thì anh em lướt sóng tí thôi. Như kiểu bất động sản giờ ấy, lướt sóng rồi, còn nuôi liên tục thì như nó bẩn. Thứ hai là cái điều kiện không thích hợp. Cái vườn này khoảng tầm 2 năm nữa thì nó mới mát được. Rồi, chào các bác nhá. Chúc các bác cho nó thành công. Có vấn đề gì các bác hãy gọi điện hoặc nhắn tin Zalo cho mình nhé. Rồi, chào các bác. Chào các bác nhá. Anh em mình tiếp tục hành trình du đấu. Hôm nay sang một khu cũng rất là hay. Khu này biệt lập này. Đây, ở giữa chỗ các cụ. Biệt lập, mới chăn nuôi mà có khu biệt lập là tốt rồi. Anh em hàng xóm đỡ dị nghị. Bình thường nuôi 500, 1.000 không sao, nhưng mà tăng quy mô lên vài vạn là mùi là ảnh hưởng đến mọi người đấy. Khu này là biệt lập, cũng chăn nuôi vịt các bác nhé. Đây, chăn vịt đây. Em chưa biết đâu, à, anh. Cái này đang này, chào anh. Đang ấy lắm, đang cháy đấy. À thế à? Đi qua nhà đấy. À đây là ao anh đấy à? Tất cả cùng là của nhà. Ủa thế đâu anh thả vịt ra ngoài này à? Thả cái ao ngoài đầu ngõ kia. À. Thôi khả năng thăm vịt trước đi, thăm vịt trước. Thăm vịt trước nhưng bây giờ anh vịt này anh chuyển bãi rồi. À, thế nhưng mà bên này có hai đàn. Vâng. Hai đàn này đàn nhỏ không việc gì. Vâng. Cái đàn to được 18 ngày thì là sáng ngày phát hiện nó bị. À, đàn này còn bị ở ngoài kia à? Đây chuyển bãi sang bên kia. À, chị ạ. Thế từ sáng giờ nhặt về 7-80. À thế à. Đây mà thăm đây này. Thất nhảy, thất dị. Anh nuôi đây này trơn không đi được. Đây đang nuôi bầu lai hay là bơ? Bầu lai. À bầu lai. Con đang đang siêu thì anh vừa tiêm H5 xong. À, siêu đẻ. Ừ. Con này thì khỏe. Vừa bọn này thì khỏe lắm. Đúng rồi. Bọn này thì anh bắt được hôm nay được 4 hôm. 4 hôm à? Anh không uống nước gì à? Anh nhà anh có phải giờ mất tiền điện uống đâu. À. Tôi đến là anh uống bằng này kia. À. Quay lại cho mỗi cái kia là 70 con này đấy. À thế à? Cũng chết năm đã đây 2.000 mà chết có 4 con này. À thế à? Thì uống tốt đấy nhỉ? Anh không phải mất tiền bóng. Cái con này nó khỏe hơn con bơ. Cứ cho tắm ăn xong nó ướt đấy. Đây là mấy nghìn anh? Đây 2.000 con. 2.000 à? Được. Con này thì nó khỏe con bơ úm này là không được. Là anh úm kể cả đàn úm thì siêu lắm. Đàn này nhìn rồi úm chết có 9 con rồi. Cái loại này vịt này anh vứt ra đồng nó chả chết được. Đến lúc nó ốm rồi nó vẫn cứ ốm thôi. Con này thì dễ đấy. À đây là ruộng. Ấy à? Có nhanh rồi. Đang đói. À, vì vịt cò. Để. Bây giờ vào được ấy là vì hiện tại trứng đang rẻ. Đoạn đến lượt đẻ của mình thì nó sẽ tăng. Rồi. Khu này biệt lập nhỉ? Anh chăn nuôi mình ở đây. Mình ở đây. Đất ruộng kia của anh đất. đói. Rồi đây các bác, anh em mình vừa đến này. Từ đây, từ nhà sang đây chắc phải gần cây số. Tính đường chim bay khoảng 500m, nhưng mà tính đường đi bộ của vịt chắc phải cây số. Ừ. Tức là anh đổ cám ở đây. Nó lên ăn thì ăn, mà nó không ăn thì nó xuống nó bơi đúng không? Ừ. Đẹp đấy, bầu lai 15 ngày là đẹp đấy. Tuyệt vời luôn. Con này nếu mà biểu cân chắc phải mát 3 cân nếu mà đạt. Nó không ốm. Tuyệt vời luôn. Đây là ao nhà anh hay ao? Ao của nhà bà ngoại. À, đây, mọi người trang bằng tận bên kia. Ao nhà bà ngoại kia ạ. Ừ. Tối bà cắm vào cái điện đấy. Ừ, được. Sáng. Cơ bản vị này nó khỏe. Không có gì cả. Không, vẫn có bị một hai con. Vẫn bị ảnh xuống này, ảnh bắt chưa hết. À. Chịu chứ hóa ra núi đan bồ lại nó đều có đẹp này mà gột. Đúng rồi. Này mà bơ vớ vẩn là thua ấy. Ừ, đúng rồi. Nếu mà bơ vớ vẩn 15 ngày là không bằng đâu. Đúng 17 ngày.
Nhưng mà con bò nó vẫn khác nhỉ, nó vẫn dài. Nó dài ngoãng như cái chuôi liềm ấy. Đấy. Thôi, đây vấn đề đơn giản thôi. Đây là do anh đuổi nó xa quá. Quá xa luôn. Ừ. Còn mất 200 mét. Còn không có bệnh đâu anh nhé. Còn anh là anh đang... Con này phải bắt về không? Thôi được, để. Nó tự hồi. Tự ngày mai kia nó hồi lại mà. Còn anh đang lăn tăn là cái vấn đề cúm gì đấy. Em đã chia sẻ rồi. Anh cứ lấy cái cúm của nhà nước cấp phát. Nhà nước cấp phát miễn phí là chuẩn nhất. Thế thôi. Còn anh cứ làm vaccine... dịch tả là ổn. Dịch tả tiêm rồi, gan tiêm rồi. Đấy. Nhưng còn ở bên kia đang nổ Temosu, nên anh điều kiện để tiêm Temosu. Con này không biết sao nó hồi không? Hồi, vẫn hồi bình thường. Đây kiểu như nó đi vận động mãi, nó mỏi. Đều thật sự có 17 ngày. Còn khu vực này anh nuôi con bò lai thì quá là ok luôn, chả có gì. Con này nó khỏe. Cái này anh đi tính đi cây số đi bộ này. Đến người trên đây chạy vòng nửa bữa rồi sáng ngày như người rồi sáng đây. À tức anh dồn bên kia xong 10 ngày đúng không? Đúng rồi, cho xuống cái chỗ đúng rồi, cư rồi, cho xuống này dồn xuống đấy. Rồi. Thế thì không sao đâu. Con vịt nó nhiều nó chết. Nó anh đang nhốt. Thuốc trộn đi. Rồi rồi, còn của anh cái vấn đề dính vấn đề là E. coli nhẹ thôi. Anh hiện tại bây giờ anh cần cái gì? Cần điện giải. Điện giải là giải độc gan. Anh uống liên tục luôn. Còn thuốc trộn anh lấy cái Amoc hoặc Clamoc. Anh trộn khoảng 3 ngày. Nguyên nghìn rưỡi luôn, không sai. Bây giờ như này bác phải trộn cám chứ còn trộn cám trộn nước gì nữa. Đấy. Trộn cám thôi. Thế anh chỉ trộn kế phát thôi. Lên cực khỏe luôn. Này tính 5 lạng 7 tạ. Đấy, cho 2 lạng Clamoc 3 ngày. Thế là ok thôi nhé. Không vấn đề gì đâu. Về cho anh tiền thuốc gan. Bao nhiêu ngày tuổi rồi anh là đấy ạ? 18 ngày. Tỏ lắm. Anh nhốt về đây chưa hay vẫn đang bên đấy? Thế là anh thấy nó phát hiện anh chuyển bãi sang nhà bên nhà bà ngoại. Ở gần đây anh đi đẹp sau cứ đi anh em đi xe máy đi ra thì anh những cái số mà bị là anh bắt về đây à thế à bắt về đấy thì em xem khám thử gà thôi à đây là gà đấy à đây là gà ấy chứ lai chứ ta lai bao nhiêu ngày gà đấy gần 1 tháng đang đẹp đẹp ấy chứ đang đau mắt à tóm lại thì chung bây giờ là gà hen con này hiểu như là gà tâm hoàng nhìn nó lai quá. Em vừa ở bên Sơn Tây kia về chợ gạch kia thì gà đẹp lắm. Nhảy thất. Cũng như là quá nhảy luôn. Đây bắt riêng con bị nặng này gì? Con B không đi được. Dẹt liệt. 18 ngày. Đều. 18 ngày là to chứ. Quá to đều luôn. To không đấy. Đi chết con nào anh cột 1500 con không chết mà cứ liệt không đi được đúng không? Không đi được này. Nhưng mà không chết. Có chết con nào? Có kiểu một tải đấy, ngoài kìa. Đây chiếc cả tải này là gì? Còn chiếc là gì? Còn... Nhưng con này liệt toàn bộ không đi được. Không đi được luôn. Gần đây em uống thuốc gì không? Anh tiêm là gan với lại dịch tả rồi. Chưa đến ngày tiêm hát thì anh chưa tiêm. Kháng sinh ấy, kháng sinh anh dùng gì không? Chưa tiêm một mũi gì luôn. Ừ, rồi ok. Đây, quá nhanh lớn luôn. Anh nhặt cái con này ra mới để bọn này để em thử mổ cho. Cô anh cái. Rồi. Đây mổ khá mới biết được. Lấy con khỏe nhá. Được, một con nào cũng được nó gật gù. Được ok. Không con đây con này. Con này à? Đấy đúng rồi. Đây cái miệng mới cầm cả tải ấy sang. Đây cầm cái tải sang về trong nhà có nước em bỏ cho. Sợ thật. Nhanh quá nhanh luôn. Đấy từ sáng luôn. Hôm qua là bình thường đúng không? Quá vẫn bình thường, vẫn ăn khỏe mà. Đấy. Hôm nay thì chỗ còn lại ăn khỏe không? Vẫn ăn khỏe luôn. Rồi, tự nhiên đây là gọi là bệnh cấp tính. Cái này là nó không đi được. Ui đây. Khu này được này. Chăn vịt được, nuôi cá được. Nào đây. Đấy, khu biệt lập. Gà này là gà lông màu. Đang hen. Phần nó vẫn không phải là phần trắng đâu. Phần nó vẫn tròn phần. Rồi, kìa, từ sáng rồi chết rồi anh. Đấy, này hơi còn đúng là từ sáng. Con này vẫn khỏe mạnh nhưng con này khỏe mạnh. 15 ngày này bầu lai là khỏe đấy. Đây vẫn đang nóng rồi, vừa chết xong. Tả anh tiêm rồi, gan tiêm rồi. Sốt chết là bình thường mà. Gan đen. Chắc còn đi nó chết lâu thì nó thầm gan thẳng. Gan thâm. Tim bình thường. Tim này bình thường. Không thích nước mà cũng không hoại tử. Vịt ăn no. Vịt ăn no xì. Lắm, anh ấy hối thì. Ừ. Ăn kém.
gan này thì bình thường nó chỉ biểu hiện nó chết thế, như kiểu là phần nó vẫn chết họ mà phần lách bình thường chẳng gì này. Sáng ngày nó ăn lại giống vịt của mình nha. 18 ngày là vịt bầu lán này là quá to rồi đấy. Vịt của em đấy, to đấy. Em sáng ngày 17 ngày đâu, bắt hôm mùng 1 mà. Không, con này bình thường. Sáng ngày của em một chết con sống rồi đấy. Được. Sáng ngày của em chết 4 con. Mổ ra nó là đột tử thôi. Nắng hoa nắng. Xem trên điện thoại. Vâng. Để bọn em kênh mổ. Của đồng chí này. Bọn em mổ biết hết mà, làm sao không biết được. Càng quá, mẹ sao cho ăn mẹ. Một loạt năm phèn bừ. Con bầu lai là tổ đấy, đúng vẫn là bầu lai nó khác nhỉ. Con bầu lai nó không có thịt nhá. Mềm nhũn luôn. Nếu mà con bơ đầy thịt ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Bơ 18 ngày là phải gấp 3 thế này. 18 ngày gần cân rồi. Sò thịt mềm nhũn này. Gan bình thường nhá, y như vịt của mình nhỉ. Tim bình thường. Ok. Đây là tạm thời em kết luận đây là của anh nó bị đột tử thôi. Nó không có bệnh hoặc là biểu hiện bệnh không rõ ràng. Cái này là do đa phần là do tổn thương cơ học. Tổn thương cơ học nó có thể là do mình tác động từ ngoại lực vào này, đánh đập này, dồn này. Thế rồi thì con vật, con chó, con mèo nó vào nó xô chẳng hạn. Đấy, đây là tổn thương ngoại lực thôi. Không có bệnh từ bên trong. Tức là bệnh bên trong là không có bệnh. Này là do ngoại lực. Đấy. Nên là mình xem xét lại, tức là tự nhiên khu nuôi uống của anh nó có cái con chó vào nó đuổi chẳng hạn. Không, không có, chỉ có sáng ngày dồn chuyển sáng bãi rồi. À đấy, hoặc là anh từ đây mà đi sang hết cả một cái cánh đồng. Đuổi gần dần rồi đấy, đó. 400 mét từ gào này mà. Chạy qua đi chạy xuống cánh đồng rồi chạy sang. Dưới nước mà nó cao không ngối được là 400 mét. Đuổi gần dần thôi. Kết luận cho. Rồi ok này. Thì màng trong vắt này. Đấy. Màng trong vắt này. Đây có hơi một tí E. coli này, có E. coli này. Có, con này có nhẹ thôi, không để không đến mức mà chết. Thế nhưng mà vẫn phải dùng thuốc. Rồi okay. Đấy, nhưng mà cái vấn đề chính của anh là nó do ngoại lực. Đấy, ngoại lực là do mình dồn, nó bị tổn thương từ bên ngoài. Nhớ không có bệnh gì ấy nhá. Còn cúm mà em mổ biết ngay, cúm thì nhìn cái là biết không mổ. Rồi. Rồi thưa anh ạ. Phần vẫn đẹp đúng không nhỉ? Mà tại sao alo? Bê nhiều thế nhỉ? Alo. Ơi. Vâng ạ. À. Có cái thuốc gì mà diệt được cái con bọ mò không? Có cô. Vườn cô nhiều. Có, cái đấy phải phun cô nhá. Vâng, tí có điện lại cho, lát có điện lại cho nhá. Có ạ, tí có điện lại cho. Vâng vâng. Có tay. Khách Sơn La này hơn 2 vạn này. Đây, ok. Con này cũng vậy thôi. Đây là do anh dồn thôi, không có bệnh đâu. Gan tim nó tụ nó như y như vịt của em sáng ngày chết. Hôm qua nắng sốc quá. Đây là do nó sốc, tổn thương ngoại lực. Không phải cúm nhá, cúm mổ đi bên ngay. Anh sợ cúm quá thì phải lò, nhìn trong năm thì vỡ mồm. Trong năm. Trong năm đúng, tại vì trong năm nó chết nhiều thì bây giờ nó mới tăng được giá. Con này đúng không? Thế phần trắng không, cơn này không phải, không phải tiêu chảy đâu. Trắng thì nó phải nhớt anh ạ, thì nó mới lại tiêu chảy. Nằm ngỏ quá, trắng không một nghìn rửa vẫn nguyên nghìn rửa luôn, không chết một quần nào từ bé đến hôm sáng ngày đột tử thấy bị hà bà con. Nhưng mà vẫn đang ghép một tí E. coli này. Đây, bắt đầu có tí màng này đục đục này. Đấy, có E. coli nhưng mà không gây chết, nên là sau hôm nay anh vẫn phải cho dùng kháng sinh. Nhưng mà là tiêm hay là trộn đấy? Trộn cái lá mốc mà. Bây giờ anh sang anh chúng ngay điện giải đi. Tức là về nguyên tắc trước khi anh chuyển chuồng hoặc là anh chuyển chuồng anh phải dùng cái điện giải. Sao chú sao chú ngó bãi nhỉ, đẹp lắm. Được bãi bên ý đẹp, không ai nuôi cả. Lát lát em xem. Đẹp, tuyệt vời luôn. Không có vấn đề gì anh ạ. May đấy, được anh lo em. Lò thất, sợ nhất là trâu dính quả trong nằm nữa để vỡ mồm. Trong năm thì chết nhiều lắm, bọn em đi Bắc Ninh, Bắc Giang này thì Nam Định, Hà Nam đắt chết thế nhiều. Này là 18, 17 ngày thế này là quá nhanh lớn luôn. Các nhà không đều không? Đều lắm, đàn của nó đều 100%. Trong có thuốc gà không? Em mổ cho anh. Đây, thử thể công tác gà. Con này thì có biểu hiện tiêu chảy này. Liên quan đến E. coli đã, chân rất là khô. Chắc chắn là đang có bị tiêu chảy. Ở trên em họ ít nuôi con gà lắm, con gà này nó khó bán. Khó bán. Lông mình nó... để nuôi có ít hơn 200 để bán lẻ.
béo hết đi. Hèn chữa mãi không khỏi à? Mãi không khỏi. Ôi gàn điển xin. Nó chết nó thế đấy. Đây, màng túi khí đục này. Thôi nó vào rồi. Màng túi khí đục nhá, biểu hiện là E. coli. Màng nó nhầm quá. Đây hèn ghép E. coli. Hèn này nó sẽ gây ra hèn mãn tính. Đây, đấy. Ngộ rồi. Phổi nó... màng. Kéo màng. Má đậu. Đậu đây, này. Màng treo ruột này. Này. Đây, ui đây. Đấy. Cái hèn này thì chữa không khỏi dứt điểm được. Uống không mà khỏi, chỉ có tiêm. Tiêm cho anh tiêm, nó có hơn 200. Cho anh thuốc tiêm. Tiêm thì anh tiêm 2 mũi là ok mà. Nó không E. coli nó sẽ sinh ra một là tiêu chảy. Tiêu chảy là do ruột viêm này. Ruột viêm này. Viêm ruột này, nhìn đoạn viêm. Gây tiêu chảy. Và gây ho hen. Ho hen là đường hô hấp. Vẫn ăn nhưng mà không lớn. Không lớn đâu. Các loại thuốc rồi, nhiều tiền thuốc đang gà này lắm. Như bọn em ở trên đấy chăn nuôi gà chuyên nghiệp ạ, thì cứ cảm thấy uống không được là phải tiêm mới khỏi. Em vừa bên chỗ chợ gạch về đây, tôi tiêm hết. Cái đấy họ lưu ở miền Sơn Tây. Chỗ cái chợ gà này. Chợ gà đấy. Buổi tối này cái cầu. Đúng rồi. Đấy, luôn ở chính chỗ đấy luôn. Rồi. Tìm bào màng hết. Không phải, đây là cái màng tim thôi, nó chưa bao màng. Nó bị E. coli nhưng mà nó chưa bao đến là màng tim. Xoang có viêm này, đây viêm xoang này. Viêm xoang. Đây đờm, nhiều đờm. Nghe mãn tính này. Này uống không bao giờ khỏi, chỉ có tiêm thôi nhé. Lỏ quá, phải làm thịt lên mà lại dính đạn. Có viêm phổi này, phổi bắt đầu gan hóa này. Này hen nặng, hen lâu ngày. Lâu rồi đấy em. Tóm lại là chữa nó không khỏi dứt. Uống hết thuốc lại bị khỏi một hai hôm lại bị. Đây, bên này phổi hỏng hết rồi nhỉ. Đây gan nó. Uống hết thuốc chẳng mạch hôm khỏi hai hôm lại bị. Bình thường nó sốt đấy nó bị gan. Vâng vâng cái tại ok, đây anh là một fan của thứ sáu này. Đăng ký lâu rồi đấy. Còn em thì hay đi chữa bệnh. Đây là khu vực cũng gần Hà Nội đấy. Rồi ok, đây anh cho tiêm cái cúm này gì? Anh vừa tiêm cúm cho cái đàn vịt này. Anh vừa hỏi là anh tiêm cúm ở này. Anh chia sẻ các bác. Cái nắp nó bị mất rồi. Cái nắp nó logo là Đại Hoa Nông. Đấy á. Anh vừa tiêm xong thì anh bóc vào nắp mà. Cái nó là đây là của Đại Hoa Nông. Hàng này là hàng cấp phát miễn phí. Tức là ở Việt Nam có một cái hàng cấp phát miễn phí là cái lọ 101 đấy. Đây là cái hàng của Trung Quốc. Miễn phí. Thực tế của nó là không có H9N2 đâu. Về Việt Nam các bác các bố thay mát. Nhái. Đây là cái mác này đã bị dán lại. Đây là cái hàng cấp phát miễn phí của Trung Quốc này. Lưu hành nội bộ miễn phí. Về Việt Nam xách tay biên giới rồi đổi mác lại bán cho người Việt. Nhưng mà chính xác là đây là hàng không nên sử dụng. Hàng này là hàng miễn phí của Tàu. Về Việt Nam nó bán lại cho mình. Nhập thì rất là rẻ nhưng bán đắt. 180 là cũng chấp nhận được rồi, chấp nhận được. Nhưng mà không sử dụng hàng này. Có loại 125 không lấy là 108. Thứ nhất nó liên quan đến độ bảo hộ, tức là chủng của nó khác chủng của mình. Và thứ hai là bảo quản. Và thứ ba là liên quan đến vấn đề bóc mát. Cái này nó chỉ bảo hộ được H5N1, H5N6 thôi, không có H9N2. Còn này còn cộng cả Lasota này, bù láo làm gì cộng như gà. Cúm là cúm mà nếu mà new cúm hàng Việt Nam chính hãng là 1.8 triệu. Đây gấp 10 lần nó khác. Nên đây là hàng giả nhé. Cái hàng của anh á, anh muốn tiêm cúm anh đăng ký với lại thú y xã. À cái lại tốt hơn này. Cái đấy là bảo hộ 100% luôn. Cái lọ mà 100C mà được. Biết rồi. Anh thì gọi ông ấy cứ hỏi ông ấy là anh tiêm cúm hàng đấy. Thế bảo hộ 100%. Là em đang cho người ta tiêm cúm ở đấy. Nhưng bọn em phải mua nó mất tiền. Còn anh là xin được. Xin nhưng mà vẫn phải mất tiền bảo quản. À thì thôi cái đấy thì chấp nhận mất ít. Lấy 1.000 là 2.000 là mất 100.000. Ủi quá rẻ. Bọn em tính thương mại gần 1 triệu bạc ấy. 100 mà. Bọn em nếu mà 2.000 vịt là mất gần 1 triệu tiền tiêm ấy. À thế. Nhưng bọn em là hàng thương mại. Cấp cho anh bây giờ chỉ lấy tiền bảo quản thôi. Đúng rồi. Nên là từ sau cái hàng này anh đừng tiêm nhá. Hàng này nó bán trên Facebook đầy. À chào các bác nhá. Đấy, hôm qua nắng hôm qua không nắng hôm nay là nắng hám mồm các bạn. Nhìn các em này thương không? Khôn phết nhở. Căng cái biết vào đây nhưng mà căng bao nhiêu cho đủ. Hôm nay là 28 ngày các bác ạ. Đợt này mình cho ăn kinh lông thử nghiệm. Ăn kinh lông từ sớm.
Bảo Hưng là 10 ngày cho ăn nhưng mà 15 ngày em cho ăn được. Cho ăn kích lồng hết đến sáng này là thôi không cho ăn nữa. Cho ăn liên tục từ 15 ngày đến 28 ngày, tức là ăn 13 ngày liên tục. Đây, các bác thấy lồng ok không? 28 ngày các bác nhé. Tròn 28 ngày đấy. Bắt đầu ra rồi đấy. Nhánh hết, nhánh hết. Hôm qua nó bị chết nóng 4 con đấy các bác. Hôm nay khả năng vẫn chết nóng vậy nhỉ? Nóng nhé. Thôi, bắt đầu từ ngày hôm nay là vỗ béo. Cho vỗ béo. Còn buổi trưa bố trí Hưng đây trông vịt. Thì mình thì cứ cho vô béo thôi, bán cho các bác vô béo này và mình cũng sử dụng vô béo này luôn, tốt mà. Bởi vì cái hàm lượng nó khủng khiếp á, vitamin A 12 triệu, ADE đủ kiểu luôn, nó có vitamin C chống nóng luôn. Nóng ăn được hết, không lo là ăn nó giật đâu. À, bây giờ là khoảng hơn 2 cân rồi. Nhờ lông lông đây. Bạn này lên nhanh đấy, lông nó ra hết rồi. 8 ngày bắt đầu lên lông rồi. 28 ngày bắt đầu ra lông, con này hơn 2 cân rồi, 2 cân 2 này. Ấy ấy ấy. Ấy mấy con nó mình kìa. Ngắm được mấy con ở trong này à. To quá. Ấy nóng quá, nóng. Mà tính 1,5 nhân 2 cân là 3 tấn. Thế lít dùng được có 3 ngày không? 3 ngày. Đi cho luôn đi. Cho luôn đi. Sáng ngày cho điện giải với axit hữu cơ rồi. À, bây giờ thì cho đây mình cho vào cái chậu luôn. Cứ đổ nước, đổ cái này vào chậu xong nó được. Mỗi bên mấy cái chậu Hưng? 8 à. Đây bẻ anh em mình đây. 4 đường gạch luôn. Bẩn nha. Bẩn. Nó tắm nhiều thì nó mới đỡ nóng và nó lông ra nhanh hơn. Đàn này lông ra như đàn trước. Đàn trước phải tầm 33 ngày lông như này. Nó ra trước khoảng 5 ngày. Đàn này mình thử nghiệm mà cho ăn kích lông sớm. Các bác xem là vịt của mình thế nào. Ok không? Chuẩn ngày là 28 đấy, nếu mà tính ấy còn tính 27 ngày thôi ấy nhỉ? Thì về cái tính luôn. 9 giờ tối về nhà. 9 giờ tối về nhà thì tính luôn là 1 ngày luôn. Đấy. Thôi cứ tính ngày cũng được, chả quan trọng rồi. Nhìn to hết, đây là con cherry các bác nhé. Dự kiến là sẽ chết nóng vài con đấy nhỉ? Nóng, không chống được. Không chống được. À, các bác nhìn nóng à? Vừa nóng vừa oi, nhìn há mồm rồi. Hả? À, hõm này nó to mà nhìn cũng được mà cũng đều ấy, độ đều tương đối 90% đấy. Đó thì các bác ở miền Bắc mùa nóng này thì có kế hoạch phòng chống nóng nó. Buổi sáng thì cho uống điện giải, điện giải như mình buổi sáng sẽ pha điện giải axit hữu cơ, còn hết thì cho bộ béo. Còn kích lông thì dùng thế thôi, còn dùng đến khoảng 30 ngày không dùng nữa là vì mình chủ động vòng sung sớm. Đây này tổng cũng phải hết tầm 8-10 cân kích lồng ạ. Nhà điều kiện trồng được. Vỗ béo thế bây giờ thì cứ dùng nhây nhả thôi. Đây là vỗ béo giai đoạn thường nhá. Còn đến khoảng một tuần cuối cùng thì mình phải dùng cái vỗ béo như loại khác. Giới thiệu cho các bác sau. Khoảng tầm 10 ngày cuối cùng mình lại cho cái loại khủng khiếp hơn. Rồi, cảm ơn các bác nhé.